Anh xin chào các bạn, quay trở lại với kênh vlog của Trang Hoa Anh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 10 điều 10 cái hiểu lầm à, 7 cái 10 cái 10 cái hiểu lầm khi nói về du học Hàn Quốc. Bạn được đi làm thêm ngay sau khi bạn vừa mới bước chân tới Hàn Quốc. Điều đó có đúng hay không? Không. Bạn chỉ có thể đi làm thêm sau khi bạn đã đi học ít nhất là 6 tháng. Và sau 6 tháng đó thì các bạn mới được đi làm thêm. Lỡ mà các bạn mới qua chưa được 6 tháng mà các bạn đi làm thêm liền á mà bị bắt thì thường là các bạn phải đóng phạt lên đến 1 triệu won, là khoảng hơn 20 triệu Việt Nam đồng, với là các bạn sẽ bị cấm làm việc trong vòng 2 năm hoặc là các bạn có thể bị trục xuất về nước luôn đó nha. Cũng có một số trường hợp, có nhiều bạn nói rằng là nếu mà các bạn có topic á thì các bạn có thể đi làm luôn không cần 6 tháng. Điều đó là sai hoàn toàn. Các bạn nên nhớ nè, nhất định các bạn phải chờ 6 tháng sau rồi các bạn mới được đi làm. Còn nếu mà các bạn có topic á, thì các bạn sẽ được đi làm nhiều thời gian hơn so với những bạn không có topic. Mà đa số mình nghe nói rằng là đa số các bạn Việt Nam thường bỏ đi làm ra ngoài sớm 6 tháng mà các bạn ấy thường là không có topic. Lại có nhiều người nói rằng là phải có topic thì các bạn mới được đi du học. Sai hoàn toàn. Các bạn nên nhớ nè, điều kiện đi học hàng đó là gì? Các bạn chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông, có điều kiện tài chính ổn, và tiếp theo nữa chính là các bạn có cái mục đích đi du học rõ ràng thì bên đại sứ quán sẽ chấp nhận cho các bạn đi du học thôi. Có nhiều trung tâm sẽ giới thiệu với các bạn rằng là có học bổng du học tiếng cho trường này trường nọ. Có điều đó có đúng hay không? Thực tế là hầu như đa số các trường đều không có học bổng cho các bạn đi du học tiếng, cho nên rằng là các bạn đừng có quá mong chờ vào cái học bổng học tiếng đó. Mà thường thì các trường sẽ có học bổng khi các bạn lên chuyên ngành. Và cũng có một số trường hợp đặc biệt là sẽ có một số trường khi mà các bạn học giỏi tiếng đấy, trong cái lớp tiếng đấy thì các bạn sẽ có một ít học bổng hoặc là có một số phần quà hiện kim này nọ cho những bạn học giỏi nhất lớp đó. Tiếp theo nhé, có nhiều cái trung tâm mà nếu mà lúc các bạn đi tư vấn á, các bạn nghe người ta nói như vậy nè: bảo đảm em đi qua trung tâm này chúng tôi sẽ giới thiệu cho em 100% em có việc làm thêm. Ngay lập tức đừng đi trung tâm đó nữa. Các bạn nhớ nè, đi qua hàng ấy, khi các bạn nhập học bên này rồi là các bạn xong, thường là như vậy. Nên là sẽ có nhiều trung tâm họ nói như vậy nhưng thực tế họ sẽ không kiếm việc cho các bạn đâu. Các bạn nhớ, muốn có việc bên hàng, thứ nhất là các bạn phải giỏi tiếng, thứ hai là cái khả năng của các bạn năng động linh hoạt, có một chút kinh nghiệm trong đi làm đó, thì đương nhiên thì các bạn sẽ kiếm được việc thôi. Và các bạn nên nhớ, khi mà có hàng đó, chính bản thân của các bạn phải là người tự đi kiếm việc cho mình, chứ đừng có mong chờ đợi vào ai hết á nhá. Tôi nghe nói rằng là có cái bà nào đó, có thằng con như thế nào đấy, con nhà người ta đấy, nó đi du học về, trời ơi, một tháng nó kiếm được 2.000 đô, 3.000 đô, nghe thích quá. Điều đó có thiệt ở Hàn Quốc hay không? Không, không hề nha các bạn nhé. Khi mà các bạn đi du học ở Hàn Quốc, đi vừa đi học mà vừa làm thêm để kiếm tiền là một việc rất là khó khăn rồi nha các bạn. Đủ để trả tiền sinh hoạt, để trả tiền học phí là các bạn rất giỏi rồi. Còn nếu các bạn muốn có dư mà gửi về cho gia đình ấy, thì các bạn phải chấp nhận đó là các bạn phải làm việc trên 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, mà cộng với cái thời gian đi học trên lớp là khoảng 4 tiếng đồng hồ. Thì các bạn nghĩ coi, một ngày các bạn chỉ được ngủ khoảng 4-5 tiếng thôi. Như vậy thì các bạn chịu nổi hay không? Nếu mà làm như vậy, thứ nhất là ảnh hưởng tới kết quả học tập của các bạn này. Các bạn không thể nào học giỏi được như vậy đâu, trừ khi các bạn đó là siêu nhân. Còn không thì các bạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của các bạn. Cho nên là các bạn phải nhớ, đừng có quá mong chờ vào cái việc mà đi vừa đi học vừa kiếm tiền mà gửi về cho gia đình như vậy. Không nên. Nghe nói bên Hàn Quốc là không cần thường xuyên đến lớp cũng được, chỉ cần lúc đi thi mình thi cho nó có điểm cao, thế là xong là qua môn là ok. Không nha các bạn nha, ở bên Hàn Quốc có một cái bên cục xuất nhập cảnh quy định như thế này. Đối với đối tượng là học tiếng bên Hàn Quốc ấy, thì 6 tháng các bạn phải xin visa lại một lần. Mà khi mà xin visa như vậy, họ sẽ nhìn vào cái điểm chuyên cần của các bạn. Nếu mà các bạn đủ 80% điểm chuyên cần trở lên ấy thì các bạn sẽ được gia hạn visa ok. Nhưng mà trường hợp tới 70-80% thì người ta sẽ bắt đầu làm khó, người ta hỏi này hỏi nọ các bạn. Còn dưới 70% là thôi rồi, out luôn, các bạn không được gia hạn visa nữa, các bạn phải đi về nước. Ê, nghe nói tao là học giỏi, ơ là giỏi luôn nha, tao là siêu giàu luôn, cho nên là tao muốn đi học trường nào thì ok thôi, không thành vấn đề. Các bạn nha, nên cẩn thận với cái điều đó.
nếu mà các bạn học giỏi này, các bạn có điều kiện tài chính. Nhưng mà cái vấn đề là người ta sẽ hỏi các bạn khi các bạn đi phỏng vấn, đó chính là mục đích các bạn đi du học là gì, kế hoạch học tập của các bạn và những cái thông tin mà bạn đã tìm hiểu về cái trường đó. Nếu trường hợp đó là trường top, mà đa số dạo này nghe nói bên Hàn Quốc á là tỷ lệ trốn rất là nhiều, cho nên là các trường càng ngày làm càng khó lên, và đặc biệt là những cái trường mà nổi tiếng á thì người ta càng không thích nhận sinh viên Việt Nam nữa. Cho nên là các bạn, khi mà các bạn muốn đi những trường lớn như vậy thì các bạn nên đi qua những trung tâm có liên kết trực tiếp với trường đó. Vì như vậy thì các bạn sẽ có cái tỷ lệ đỗ là khoảng 99% luôn đó nha. Thôi cứ chọn đại một cái trường đó ra mà học đi. Xong sau này thấy không có phù hợp nữa thôi thì cứ mình đổi trường khác, đâu có sao đâu. Không nhé các bạn, nhớ khi các bạn tìm hiểu về một cái trường nào đó, các bạn phải nhớ đó là các bạn phải tìm hiểu về tiền học phí nè, ký túc xá nè, rồi xong rồi xung quanh đó là những khu vực như thế nào, địa hình chỗ đó như thế nào, khả năng xin được việc làm thêm có dễ hay không. Lỡ mà các bạn tìm hiểu không có rõ, hoặc là chọn những cái trường mà nơi dân cư thưa thớt, hoặc là như là các bạn học trên cái chùa Bà Đanh, hay là kiểu như là các bạn học trên núi đó, hoặc là học ở trong rừng đó, rất nhiều các trường ở Hàn Quốc như vậy đấy, thì cái tỷ lệ mà các bạn đi kiếm việc làm thêm để mà các bạn chi trả cho sinh hoạt phí lại càng khó hơn nữa, cho nên là các bạn phải cẩn thận nha. Lỡ mà bây giờ mình chọn cái trường này rồi, thôi bây giờ mình đổi trường khác đi, đâu có sao đâu. Không được nha các bạn nha. Nếu mà các bạn đang học tiếng thì tuyệt đối các bạn không được chuyển trường khác, trừ khi nào các bạn có tấm bằng cấp 3 trở lên, còn không thì không được. Nhưng mà các bạn sẽ được chuyển trường khi nào? Đó là khi các bạn học từ học tiếng, các bạn chuyển lên chuyên ngành ấy, thì các bạn mới được chuyển trường thôi. Còn bình thường thì không được nha. Thì nãy giờ mình nói đó là những cái thông tin mà mình được cập nhật từ trung tâm du học Nhất Phong. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về trung tâm du học Nhất Phong ở cái đường link phía dưới. Thì trung tâm du học Nhất Phong có đến 4 cái chi nhánh: Hà Nội nè, Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Quy Nhơn lận. Thì trung tâm này có liên kết đến hơn 50 trường ở Hàn Quốc, cho nên các bạn không cần phải lo nha. Đặc biệt là cái phí hồ sơ mình đã hỏi rồi, tại vì mình rất muốn tư vấn cho các bạn những cái trung tâm uy tín và rẻ một chút xíu để phù hợp với các bạn. Thì bên này dịch vụ của nó là khoảng là 1.500 đô, là khoảng 30 triệu, đó là cái phí rất là hợp lý các bạn ơi, không hề mắc tí nào đâu. Và bên này sẽ có nhân viên và cộng tác viên ở hầu hết các bên Hàn Quốc, thì các bạn sẽ được những nhân viên ở đây và những cũng như là các chị gái xinh đẹp sẽ tư vấn cho các bạn rất là cụ thể. Đặc biệt là như các bạn đã thấy nãy giờ mình chia sẻ với các bạn, đó là những cái thông tin chính xác và rất là đúng về Hàn Quốc. Thì đây là một cái trung tâm mình muốn giới thiệu cho các bạn thôi. Nếu các bạn thấy ok thì các bạn có thể click vào đường link ở bên dưới để tham khảo nha. Và vlog ngày hôm nay đến đây là kết thúc nha. Bye bye các bạn.